Loại bỏ tế bào chết chứa 2% BHA, phù hợp sử dụng hàng ngày. Công thức dạng gel làm sạch sâu và tăng cường tái tạo tế bào cho da thông thoáng, sáng mịn. Hoàn toàn không chứa các thành phần dễ gây kích ứng cho da. Paula's Choice Skincare.